Còn nhớ Sài Gòn không? Thành phố tóc gãy chia ly, thành phố mắt mờ giả việc, một cuối tháng tư lạc Tây Thù. Còn nhớ Sài Gòn không? Những tháng nhung xanh cũ, những ngày lụa đào xưa. Thành phố ấy, Sài Gòn yêu dấu, mặt trời thắp sáng ước mơ, ánh trăng soi rõ kỷ niệm. Mỗi dĩ hè là một dải chiêm bao, mỗi đoạn đường là một cơn hạnh phúc đã thấm mềm tưởng tiếc rồi đó. Sau 10 năm lưu lạc, có chỗ nào tuyệt diệu hơn Sài Gòn? Thành phố ấm quanh năm, thành phố lá tương tư nhạt gió, những đêm mưa bụi khói khóc hư vô, cổ tích ướp hơi thơ, tình ái ngát hương thu nghìn cũ. Sài Gòn dịch thơ làm nắng, giữa tim hà đã là xuân lãng đãng huyền thoại. Trong lối lùa tú xương, trên nềm gấm huyền trân, chỉ cần một câu dòng cổ đã sao xuyến hồn già, chỉ cần bước chân giao mùa đã xanh mắt trẻ thơ, hồng môi thiếu nữ. Ôi thiếu nữ Sài Gòn, những cô gái áo dài tha thước phố phường, những cô gái áo ngắn gọn gàng công xưởng, những cô gái đồng phục nhịp nhàng trên đường xây dựng và bảo vệ quê hương. Những cô gái Việt rộn ràng tiếng trống mê linh, miệt mài gió ngựa, Bùi Thị Xuân. Thank you.
Gió ngựa lại một phen tung bụi mịt mù đất nước. Chiến tranh xâm lăng từ phương Bắc tràn xuống, như tất cả tuổi trẻ thành phố, nông thôn, những chàng trai. Sài Gòn xếp bút nghiêng theo dịp đao cung, tạm biệt phồn hoa để dấn thân bảo vệ non sông. Mỗi tấc đất quê hương ông cha gửi lại đều ký thác bằng mồ hôi, nước mắt và máu. Thì chiến đấu giành lại từng tấc đất lọt vào tay quân thù cũng phải đổ mồ hôi, nước mắt và máu. Tuổi trẻ Việt Nam đã kiêu hùng, vẫn kiêu hùng, mãi mãi kiêu hùng. Sự kiêu hùng ấy đã làm nên những chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, lại làm nên những chiến thắng Bình Long, Công Tung, Quảng Trị. Tuổi trẻ Sài Gòn đã vinh dự đóng góp xương máu cho những trang sử đấu tranh của giống nòi. Bình Long thân yêu ơi, Bình Long hai tiếng tam cương, thương rất nhiều đồng bào vô tội ngã gục. Và đỡ máu cha bằng máu đây chắc giặc này đường. Bình Long quê hương tôi, bộ trưởng chắc giặc không cùng. Thằng năm tê năm tư còn nằm với thác con mang, đến cả ngàn giặc công kiến nằm đầy đồng. Nhờ chiến sĩ những anh hùng đến lên liên giặc dư nhà. Hãy hồi tưởng Sài Gòn vàng son, Sài Gòn bước chân lên sát thù lớp lớp. Rừng cờ đủ màu sắc lần lượt qua khán đài, gồm quốc kỳ và quân kỳ Bộ Tổng Tham mưu, các quân binh chủng, các đơn vị từ cấp sư đoàn đến tiểu đoàn. Tiếp theo là đoàn chiếu sinh quân, với truyền thống võ nghiệp thừa hưởng được của cha anh, đã diễn hành ngoạn mục với những bước đi nhịp điệu oai hùng. Sau đó là đoàn nữ quân nhân trong bộ đồng phục gọn gàng, màu xám, với những bước nhịp nhàng, uyển chuyển, đã làm nổi bật nét anh thư quắc thước của con cháu bà Trưng, bà Triệu. Kế tiếp là các sinh viên sĩ quan hiện dịch trường võ bị quốc gia. Những chàng trai này đang theo đuổi một chương trình huấn luyện trong 4 năm về quân sự và văn hóa với trình độ bậc đại học. Họ là hình ảnh những sĩ quan tương lai văn võ kim toàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Được biết, trường võ bị quốc gia trải qua một phần tư thế kỷ kể từ ngày thành lập đến nay, đã đào tạo được 26 khóa huấn luyện với 4.651 sĩ quan tốt nghiệp. Tiếp đến là các sinh viên sĩ quan trường Bộ binh Thủ Đức. Trường Bộ binh Thủ Đức là nơi đào tạo những sĩ quan trự bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ ngày thành lập đến nay, trường đã đào tạo trên 70.000 sĩ quan trự bị.
đến là các khóa sinh trường Hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nối tiếp là các sinh viên sĩ quan trường Đại học Chiến tranh Chính trị. Theo học trong 2 năm, những sĩ quan tương lai này sẽ là những cán bộ góp phần xây dựng chủ thuyết chiến tranh chính trị trong công cuộc chống cộng kiến quốc. Sau đó là các sinh viên trường quân y. Mai đây khi tốt nghiệp, họ sẽ là những quân y, nha, dược sĩ tích cực phục vụ đồng đội và dân chúng với châm ngôn quên mình cứu người. Kế đến là các sinh viên sĩ quan và khóa sinh trung tâm huấn luyện không quân. Trung tâm này là một trong những đại đơn vị của không quân, cung cấp hầu hết các khoa tiêu và chuyên viên mọi ngành cho không lực Việt Nam Cộng hòa. Khóa sinh của trung tâm huấn luyện không quân là sinh viên sĩ quan và khóa sinh của trung tâm huấn luyện hải quân Nha Trang, những người trai yêu mộng hải hồ. Kể từ ngày thành lập vào năm 1952 đến nay, trung tâm huấn luyện hải quân Nha Trang đã đào tạo được 19.397 khóa sinh. Đơn vị đang diễn hành qua khán đài là các sinh viên sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia đang thụ huấn tại Học viện Cảnh sát quốc gia Thủ Đức. Học viện này thiết lập năm 1966, đến nay đã đào tạo được 4.552 sĩ quan cảnh sát. Tiếp theo sau là các khóa sinh thuộc Trung tâm huấn luyện quốc gia Lam Sơn. Những chiến binh ưu tú được đào luyện đầy đủ và sẵn sàng tuân đi các đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đang diễn hành qua khán đài là các khóa sinh trường quân cảnh với sắc phục đại diện cho uy quyền của quân lực. Những chiến sĩ này mang trọng trách tuân hành nghiêm chỉnh mọi chỉ thị của thượng cấp, duy trì kỷ luật quân đội và luật pháp quốc gia. Sau trường quân cảnh là các tân binh thuộc trung tâm huấn luyện Quang Trung. Những thanh niên trẻ tuổi, ưu tú, hăng hái lên đường thi hành quân dịch, nhận lãnh trách nhiệm hào hùng của người trai thế hệ. Đây là trung tâm huấn luyện và bổ sung quân khuyển. Các quân khuyển này được huấn luyện thuần thục và tỏ ra rất hữu hiệu trong nhiệm vụ trinh sát trên chiến trường, cũng như trong công tác canh phòng tại cơ sở, doanh trại. Các chiến sĩ thuộc liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Những anh hùng quả cảm này từng nổ danh qua bao nhiêu trận chiến lẫy lừng, mà chiến thắng An Lộc đã là một nét son hào hùng của đơn vị. Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đã đi vào chiến sử Việt Nam qua hai câu thơ cảm đề trên nghĩa trang ngay giữa lòng thành phố An Lộc như sau: An Lộc địa sử ghi chiến tích, biệt cách dù vị quốc dòng thân. Các anh hùng biệt cách dù là các chiến sĩ biệt động quân, người lính chiến mũ nâu kiên cường bất khuất có mặt trên khắp các nẻo đường đất nước, sẵn sàng giáng những đòn chí tử lên đầu địch. Kế đó là các chiến sĩ thủy quân lục chiến, những cọp biển hào hùng đã lừng danh bên bờ sông Thạch Hãn và làm bạc vía quân thù nơi cổ thành Quảng Trị.
tiếp theo là các chiến sĩ nhảy dù, những thiên thần mũ đỏ oai hùng, bao phen làm tán mật kinh hồn lũ giặc thù cộng sản, từ các chiến trường giới tuyến cho đến các mặt trận ngoại biên. Và đây là các chiến sĩ địa phương quân, nghĩa quân, những chiến binh đã góp phần đáng kể vào những trận chiến ác liệt, đồng thời với công cuộc chiến đấu diệt trừ hạ tầng cơ sở cộng sản, bảo vệ nông thôn và tranh thủ nhân tâm. Tiếp theo sau là các đơn vị đại diện cho quân đoàn 1, quân khu 1, quân đoàn 2, quân khu 2, quân đoàn 3, quân khu 3, quân đoàn 4, quân khu 4. Các đại đơn vị có trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ tại 4 quân khu, lực lượng chính yếu trong việc đập tan cuồng vọng xâm lăng của cộng sản, kiến tạo hòa bình theo đúng mục tiêu, bảo quốc an dân. Khai sanh trong khói lửa của biến cố Tết Mậu Thân, lực lượng nhân dân tự vệ sau gần 5 năm hoạt động đã trở thành một tổ chức quốc phòng đặt trên căn bản nhân dân với trên 4 triệu đoàn viên chiến đấu và hỗ trợ. Tiếp sau các đoàn nhân dân tự vệ là lực lượng tuyên vận chiêu hồi, gồm những người tìm tự do đã từ bên kia hàng ngũ trở về với chánh nghĩa quốc gia. Nối tiếp là các cán bộ phát triển nông thôn, những chiến sĩ áo đen với nhiệm vụ góp phần xây dựng một nông thôn Việt Nam thịnh vượng và phú cường. Sau các cán bộ phát triển nông thôn là biệt đoàn cảnh sát giải chiến, một ngành thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia đã đóng góp đáng kể vào việc duy trì an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của đồng bào. Tiếp theo các đơn vị bộ binh là đoàn cơ giới. Chỉ huy trưởng đơn vị cơ giới diễn hành là chuẩn tướng Lý Tòng Bá, chỉ huy trưởng thiết giáp binh, người hùng của chiến trường Kon Tum. Trước khán đài là đoàn cơ giới của cảnh sát quốc gia thủ đô. Trong nhiệm vụ điều hòa lưu thông, bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát quốc gia đã sử dụng một số lượng cơ giới quan trọng, sẵn sàng ngăn chặn và can thiệp nhanh chóng mọi vi phạm luật pháp quốc gia. Đây là liên đoàn người nhái. Từ ngày thành lập đến nay, liên đoàn này đã lập được nhiều thành tích rất hiển hách. Đặc biệt là biệt đội hải kích người nhái đã ngày đêm âm thầm hoạt động, len lỏi vào tận sào huyệt cộng quân để tiêu diệt lực lượng địch. Đoàn cơ giới đang diễn hành qua khán đài là đoàn cơ giới thuộc binh chủng truyền tin với những máy móc tối tân, bảo đảm việc liên lạc mau chóng và chính xác, đã góp phần không nhỏ vào những chiến thắng oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp đến là đoàn cơ giới của binh chủng công binh, một binh chủng vừa chiến đấu vừa xây dựng đất nước. Đoàn diễn hành của binh chủng pháo binh là các loại đại bác 105 ly và 155 ly xe kéo. Đại diện cho binh chủng pháo binh trong ngày quân lực năm nay là các đơn vị pháo binh quân đoàn 3 mà quân kỳ đã được tuyên dương 6 lần và trao gắn 6 băng chuyên công cấp quân đội. Sau cùng của đoàn cơ giới pháo binh là các đại bác hạng nặng 175 ly thiết trí trên chiến xa. Loại đại bác này nồng dài 10 thước, bắn xa 32 cây số, vừa yểm trợ hữu hiệu quân bạn thành quân, vừa tàn phá mãnh liệt các căn cứ địch. Đoàn cơ giới khổng lồ đang rầm rộ tiến quân là những thủy xa LVPT-5, loại tàu chuyển quân đổ bộ từ biển vào bờ tối tân nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là đoàn thủy xa đã tham dự cuộc hành quân thủy bộ tại chiến trường Quảng Trị, và thủy quân lục chiến là đơn vị duy nhất được trang bị loại thủy xa này. Kết thúc cuộc diễn binh vĩ đại là các chiến xa của binh chủng thiết giáp gồm các loại V-100, M-113, M-41. Và sau cùng là các chiến xa khổng lồ M-48, loại chiến xa tối tân nhất vượt hẳn các chiến xa T-54 của Cộng sản Bắc Việt đưa vào sử dụng tại chiến trường miền Nam, đã nói lên sự lớn mạnh và khả năng vô địch của quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn sẵn sàng nghiền nát mọi tham vọng ngông cuồng của giặc thù Cộng sản. Kế tiếp là các phi cơ quan sát O2.
trong nhiệm vụ quan sát. Mỗi khi phát hiện địch, quan sát cơ O2 hướng dẫn các khu trục cơ tới quanh kích tiêu diệt. Trên nền trời trong xanh, các loại vận tải cơ đang lần lượt bay ngang khán đài. Từ các loại vận tải cơ C-47, C-119 đến các vận tải cơ khổng lồ C-130 với 4 động cơ đang bị dụng cụ tối tân để có thể bay trong mọi thời tiết. Sau hết là các loại khu trục chiến đấu cơ cánh quạt Sky Raider, khu trục phản lực cơ A-37 và F-5. Đây là những phi cơ từng giáng bao nhiêu đòn sấm sét trên đầu giặc, gây cho chúng vô số những thảm bại trong suốt thời gian qua. Cuộc phi diễn đầy hào hứng này một lần nữa đã chứng minh được sự trưởng thành vượt bậc và hoàn toàn hiện đại hóa của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Người tuổi trẻ, biểu tượng của Sài Gòn, của Việt Nam, của thời đại chúng ta, người lính hào hoa Phạm Phú Quốc đã ghi lại một dấu ấn rực rỡ của không lực, bảo vệ vùng trời Sài Gòn, bảo vệ vùng trời quê hương. Tinh cầu Phạm Phú Quốc đã bay trên đất thù, đã bay vào lịch sử, đã bay vào trái tim dân tộc. Từ anh lên cao, anh
anh đi theo đường đã vạch rồi, đường trên không gian uộp hình hài, đời sinh ra ta, ta là cát, đời đưa ta đi, ta về đất và anh đã về. Anh đã về quê chiều nào, anh đi làm kiếp người hùng chiều nào, thương ôi dùng cánh đai bàn chiều nào, anh đi anh về đất chiều nào, anh đi anh về nước chiều nào, không gian